Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Chia sẻ của nghệ sĩ múa Lê Vi. Những vị cao tăng thường hay chọn nơi núi cao, rừng già hay hang động để độc tu. Họ tránh xa thế tục để buông bỏ hết thảy những cám dỗ nơi người thường, để họ đạt tới sự thuần tịnh tuyệt đối. Nhưng đổi lại là phải đối mặt với sự cô đơn. Chính vậy mà sự tu luyện ấy vẫn chỉ như huyền thoại, để con người chỉ có thể đứng ngoài ngưỡng mộ và coi sự tu như một điều huyễn tưởng. Còn chúng tôi, những người tu luyện Đại Pháp, lại không cần những hoàn cảnh như thế. Chúng tôi không đi tìm sự cô đơn và khổ hạnh để đạt đến cảnh giới ấy, mà ngay giữa đời thường, dám đối mặt với những cơn lốc danh lợi tình để rung luyện bản thân, để tâm hồn hướng thượng. Tôi bỗng liên tưởng tới trà cổ thụ. Những cây trà kia để tồn tại cũng đã phải chống chọi với bao phong ba bão táp. Càng trên cao, gió mưa càng táp mạnh, lại càng phải kiên cường để gìn giữ vị thanh khiết mà tạo hóa đã ban tặng. Khắc chi bao đệ tử Đại Pháp, dù bị vu khống, vùi dập và hành hạ đến cùng tận, nhưng vẫn kiên định với bản tính thiện lương của người tu luyện. Tôi luôn thấy những cây trà cổ thụ vẫn vươn cao ngạo nghễ trên những đỉnh núi chót vót. Chúng vẫn âm thầm tiếp sức mạnh cho tôi đi tiếp đến cuối con đường. Con đường trải dài sắc ánh vàng kim.